Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Ngã Ba Đầu Làng. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chén trà nghi ngút khói vừa được rót ra, còn chưa kịp kê lên môi, ông Nhuận đã thấy một bóng hình quen thuộc lật đật đi vào trong sân. Kể cả không cần nhìn nhân diện này, chỉ cần nghe tiếng khạc đờm rãi, ông Nhuận đã nhận ra ngay đó là ông Khá, bạn thân của ông. Chưa kịp cất tiếng gọi, ông Nhuận đã nghe tiếng của ông Khá. Cơm nước gì chưa mà đã chè cháo thế hả bác? Ông Khá cất tiếng khào khào rồi hạ mình ngồi xuống nơi hàng hiên. Nên ông Nhuận có trải một cái chiếu hoa để ngồi hóng gió. Rót nhanh cho bạn mình một chén nước, ông Nhuận chép miệng rồi bảo. Sọt ruột lắm cơ mà thèm bỏ mẹ ra. Thiếu canh chè khô này mồm miệng nó cứ nhạt thích. Lại vay mượn có phải không? Tôi là tôi không còn gì cho bác vay đâu nha. Cứ đổ vào cờ bạc mãi tiền đâu cho nó đủ. Cái điếu cày vừa kê lên trên miệng, tay đang véo một nhúng thuốc. Ông Khá ngừng lại một giây rồi lại ngồi thuốc. Ông Khá năm nay 48, nghiện rượu lâu năm và có tính ham bài bạc. Cũng chính vì hai cái tật xấu này mà năm 30 tuổi, vợ ông ôm con bỏ làng ra đi. Đến nay thì biệt tâm hẳn. Đằng đẵng 18 năm trời, ông Khá sống lủi thủi trong căn nhà tồi tàn, với cái gác xếp quanh năm ít khi dọn dẹp. Dù bản thân là một kẻ nát rượu, nhưng trước giờ ông Khá chẳng quậy phá làng xóm. Nhưng khốn nạn thay, lại mắc phải cái tật bài bạc. Làng này thiếu gì kẻ bị ông giật nợ. Đám nhiều thì đôi 3 triệu, đám ít thì cũng dăm 300. Thành ra là dân làng này tránh ông như tránh hồi. Không may dân làng này thuần tính nên chẳng gây khó dễ, nhưng cũng chẳng ai dạy gì cho vay thêm lần nữa để mất tiền oan. Thành ra ông Khá gần như là tách biệt hẳn khỏi làng. Chẳng ai qua lại nhà cũng như kết bằng hữu. Ông Nhuận và ông Khá chơi với nhau đã lâu, thêm việc đã có lần ông Khá cứu được thằng cháu trai của ông Nhuận sau một lần đuối nước. Thành ra là trong làng này chắc chỉ có duy nhất ông Nhuận còn qua lại với ông Khá mà thôi. Đổ mấy tháng trước, ông Khá lân la sang hỏi vay tiền ông Nhuận. Bản thân là người sởi lời, trong làng lại được xếp vào dạng có tiền. Thành ra ông Nhuận cũng chẳng tiếc gì bạn. Nhưng mấy lần bắt gặp ông Nhuận trong đám đỏ đen, khuyên bảo mãi không được, thành ra là ông cũng mặc kệ. Đó cũng là khởi nguồn cho câu nói rào chắn ban nãy. Giết một hơi thuốc đến tóp má, ông Nhuận ngửa cổ lên trời để làn khói trắng đục phả ra từ bộ răng vàng ố. Mấy giây sau, ông Khá mới mở lời sau khi nhấp một ngụm trà đắng chát. Đúng là chỉ có quan bác mới hiểu tôi. Phải, hôm nay tôi sang vay tiền. Cơ mà tôi thề với bác là không phải tôi vay bài bạc rượu chè gì đâu. Độ này tôi nghe kinh Phật nhiều, tôi quyết tâm rồi. Nhất định tôi phải tìm lại đường ngay nẻo chính, cứ hẹn mãi sao được hả? Mới nghe đến đoạn này, ông Nhuận đã bật cười khanh khách. Bác bảo sao, nghe kinh Phật hả? Ông Khá gãi mái tóc đã lâu không gội, cười hình hịch rồi bảo. Tôi tính sang vay bác đưa 3 triệu đi sắm cái xích lô làm lại cuộc đời. Tằng tằng chăm chỉ ra thì ngày cũng kiếm được chút đỉnh. Cứ nghĩ đến cái lúc sang nhà ăn bát cơm ké mà ngại lắm. Dân gian hay có một câu đùa rằng, không nghe ca ve kể chuyện chứ nghe thằng nghiện trình bày. Nhưng thấy ánh mắt của bạn mình hôm nay cương nghị lắm, ông Nhuận hỏi cho chắc. Có thật là vay mua xe không? Nếu mà để mua xe làm ăn thì tôi giúp, cũng không cần hoàn lại. Ông Khá ái ngại nhìn bạn. Bác giúp tôi nhiều rồi, phải hoàn lại chứ. Nợ tiền phải trả, đó là quy luật ngàn đời, là lẽ sống của cái thằng Khá này. Nhớ lại cảnh ông Khá mặt dày quỵt nợ đám trong làng, ông Nhuận suýt bật cười. Để cho chắc ăn hơn, ông bảo. Thôi thì tôi tính thế này. Tôi có thằng cháu ở dưới thành phố, nó có một cửa hàng chuyên bán xe xích lô. Còn bác đã chí thu làm ăn thì tôi chở qua đó một chuyến, lấy một con xe về mà chạy. Tiền ông cứ để tôi lo, tôi đứng ra mua tất nó bán rẻ cho. Ông Khá sáng bừng hai mắt. Thế thì đi luôn bác nhỉ.
Ông Nhuận gật đầu uống xong cốc trà, ông gọi với xuống nhà. Dung ơi, đi trong nhà để bố cùng bác Khá đi có việc nha. Nghe tiếng Dạ đáp lại, ông Nhuận lúc này thùng thẳng bộ vào trong nhà, dặn túi một nắm tiền với lấy chìa khóa trên bàn. Ông Nhuận giục ông Khá đi ngay. Chiếc Honda lao nhanh ra khỏi làng, đem theo hai người đàn ông một béo một gầy xuống thẳng thành phố. Và quả thật lần này ông Khá không gạt bạn. Với chiếc xích lô mới cáu cảnh, ông Khá bắt đầu tập cai rượu, ngày ngày xuống huyện làm nghề chở khách. Đợt này phố huyện tình hình du lịch của khách thập phương rộ lên, thành ra công việc của ông Khá cũng kiếm được. Nhưng công việc này cũng tùy theo mùa và theo ngày. Có ngày dăm 300, có ngày ế queo chẳng có ma nào. Cai được rượu rồi nhưng cái máu bài bạc ăn sâu vào xương tủy, cho nên cứ 5-3 hôm khi gom được một số tiền lớn, ông Khá lại tìm đến mấy tụ điểm sóc đĩa để thử vận may, cũng như thỏa cái thói đam mê cờ bạc của mình. Mà thói đời 10 người lao vào bài bạc thì 9 người nhẵn túi, người còn lại cũng tán ra bại sản. Làng này chẳng thiếu kẻ lâm vào nợ nần, đến cả cái lư hương bằng đồng cũng đem đi cầm cố. Cương tài liếp như vậy mà ông Khá nào có nhận ra. Tiền bạc làm ra đã khó, sao mấy tiếng đỏ đen lại chảy vào túi của thằng khác. Ông Khá lại quay về cái máng lợn cũ, đó là cầm lưng chở khách thuê. Sự đó như một vòng lặp vô tận, mãi không có điểm dừng trong suốt mấy năm. Cho đến tháng 1 âm lịch năm ấy, gia đình ông Nhuận có tổ chức đám cưới cho đứa con gái út tên Dung và có mời ông Khá sang uống chén rượu nhạt. Khi hơi men đã ngà ngà bốc lên, ông Khá hứng chí rồi bảo: con bé Dung nó thông minh xinh đẹp, lại tốt số nên gả được cho đám nhà giàu. Giá mà đời mình cũng có những ngày giàu sang ngẩng mặt lên với đời thì sướng biết mấy. Tôi chỉ ước có một ngày không cần động tay động chân làm gì, vẫn có tiền ăn tiền chơi, các bác nhở. Mấy người chung mâm cũng ồ lên đồng tình. Bữa cỗ kéo dài từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ, ông Khá mới lảo đảo bỏ về. Ông không ngờ rằng lời nói vô tình đó đã trở thành sự thật. Sau một đêm chỉ chở khách vì say rượu, ngày hôm sau đúng ngày vía thần tài mùng 10 tháng 1, ông Khá lại lọc cọc đạp xích lô đi. Theo thông lệ mọi ngày trước khi rời nhà đi đón khách, ông Khá thường lên hương cho ban thần tài để cầu cho một ngày đắt hàng, vạn sự hanh thông, và hôm nay cũng vậy. Với một nải chuối xanh mới chặt ở vườn sau còn bám nguyên nhựa ở cuống, ông Khá kính cẩn đặt lên cái đĩa sứ, rót ra bài chung nước sau đó lên nhang, chắp tay khấn vái: con nam mô A Di Đà Phật, còn lại ở bốn phương trời, còn lại 10 phương đất, còn kính đại các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này. Tín chủ con là Đỗ Ngọc Khá, ngủ ở làng Bến Hòa. Hôm nay là ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thân. Con xin thần tài thương xót tín chủ giáng lâm chức án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng năm, may mắn thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang. Sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm, cầu cho con có một ngày đắt khách. Khấn vái chán chê, ông Khá tựp một ngụm nước trà, chèo chào nhai cái bánh ngấp mới mua, rồi khóa cửa đẩy xe đi. Hình như hôm nay lễ cúng của ông Khá hậu hơn, khấn vái cũng thành tâm hơn, thành ra thần tài hiển linh chỉ độ. Suốt một ngày đằng đẵng, ông Khá chờ gần trăm quốc khách. Đến khi sầm tối thấy số tiền trong túi đã dày lên, áng chừng gần triệu bạc, ông Khá hớn hở đạp xe ra về. Tự thưởng cho mình đôi quả vịt lộn và một con gà luộc, ông Khá thong dong đạp xe về. Khốn nạn thay, cái máu cờ bạc trong xương tủy lại dấy lên. Nên ngay khi thấy đám bạc đang ngồi quây quanh một bãi đất trống, ông Khá đã rảo chân đạp tới. Đang thiếu một chân, có bố nào muốn làm tí không? Tiếng của thằng cái vang lên khiến cho máu nóng trong người của ông Khá chảy dần dần. Vội vàng trên chân, ông Khá rút điếu thuốc cong keo trong túi gắn lên môi rồi châm lửa. Để tao, chơi thế nào hả? Phỏm hay tiến lên? Các thanh niên xỉa bài ra làm bốn phần nhỏ. Gã chơi lần lượt từng phần bài làm trông Khá cảm thấy ngứa tay. Y nói như là khiêu khích: tiến lên cho nó máu, chia bốn bài đỏ hai, nhất ra hai chục, tứ quý năm chục, chặt ba cây sáu chục, bố chơi không? Còn mỗi ê còn vi bố thôi. Ông Khá ngậm lệnh điếu thuốc rồi gật đầu: được, chia đi.
Nhanh mẹ mày lên kẻo cướp nó tóm đó. Ván thứ nhất ông khá thắng. Ván thứ hai, thứ ba, trong túi của ông rủng rỉnh 200 tiền lãi. Ván thứ năm, thứ sáu. Cái thằng này đúng là một cái thằng ngu như bò trong trò chơi trí tuệ như vậy. Ông khá thầm nhủ. Ván thứ 10 ông khá bị chặt tứ quý, mất 50 ngàn, xong lại thắng, vì vậy mà chỉ mất 30. Ván thứ 19 trời đã dần tối hơn, túi của ông khá đã đầy tiền. Ván thứ 40 ông khá chặt tứ quý, các thanh niên kia vẫn thua liên tục. Ván thứ 18-20 hắn đặt chiếc nhẫn vàng ra. Vậy là ông khá đã có trong tay hơn 10 triệu tính cả số tiền gốc ban đầu. Còn 10 triệu nữa thôi là ông thừa sức trả lại số tiền đã vay của dân làng mấy năm trước. Thế thằng này chơi ngu quá, ông khá liền đề nghị. Mẹ kịp chứ, sắp tối rồi, xanh chín mẹ đi cho nhanh. Tay cầm cái mặt đã tái đi vì thua quá nhiều, các liền vội hỏi. Bố tính thế nào? Ông khá liền quả quyết. Đánh một lần tất tay, nhận được tất chục triệu. Tay cầm cái ngần ngừ rồi cũng gật đầu. Ông khá đi bài rất nhanh. Còn con cuối là con di cư thì bị chặn lại. Đến lượt của tên nhà cái kia đánh. Ông khá nghĩ đến 4, 6 và 7 cơ trên bài của gã thì nhếch mép cười. Ca cơ của ông yên tâm là có đất dụng võ. Vậy mà 4, 5, 6, 7 cơ nằm hết ở bài thứ 3, bài bò. Ông khá là ngao ngán. Thế là quần thảo hơn tiếng đồng hồ lại thành công dã tràng. Đã vậy số tiền cầm lưng đạp xích đô cũng mất hết. Chán nản, ông khá thất thểu đạp xe bỏ về nhà. Thời gian khi ấy đã đổ về hơn 9 giờ tối. Con đường dẫn về căn nhà nằm cách đầu làng khá xa của ông khá đêm nay rất vắng người qua lại. Trên cao không, con trăng lờ mờ hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống quãng đường quạnh quẽ. Chỉ có tiếng xích lô lọc cọc đạp từng vòng nặng nhọc, nghiến thành âm lạo xạo trên con đường sỏi đá. Đang chán nản đạp xe, bất chợt ông khá cảm thấy bụng dạ của mình ấm ách. Dừng đài xe lại, ông tiến tới ven đường, vạch quần chút bầu tâm sự. Đang khoan khoái với cảm giác lâng lâng thì đột nhiên đôi mắt của ông bị thu hút bởi một bọc vải ai đó vất lăn lầm lấp bên cạnh một bụi che già. Tiểu song tính tò mò kích thích tâm trí, ông khá kéo vội quần cài cúc rồi lật đật tiến lại. Cái bọc vải màu xanh non còn khá mới, chứng tỏ chủ nhân của nó để ở đây chưa lâu. Giáo giác chung quanh, ông khá cất tiếng: "Tên nào mà để quên bọc đồ ở đây?" Không có ai đáp lại, chỉ nghe thanh âm vụn vụt của tiếng gió đêm và tiếng cò kè râm ran gọi bầy. Ông khá đợi mấy phút không thấy bóng dáng của ai cho nên đánh bạo ngồi xuống. Cái nút buộc mới gỡ ra, ông nhận thấy bên trong bọc vải là một cái bàn thờ đã bị nứt toác và xích xẻo. Lớp sơn màu đỏ trên thứ gỗ đã chóc ra phần nào, khiến hình dáng bàn thờ càng thêm phần thảm hại. Thoạt nhìn qua, cái bàn thờ này hình dáng giống với đại bàn thờ thần tài và thổ địa, thế nhưng kích thước lại nhỏ hơn. Và bên cạnh bàn thờ có một thứ làm trông khá ngay lập tức chú ý. Đó là một bức tượng với hình thù nom khá là kỳ quái. Bức tượng này được làm bằng gỗ thân sơn màu đen. Ông khá nâng bức tượng lên thì thấy nó tương đối nhẹ, áng chừng chỉ bằng một găng tay. Bức tượng này không có đủ ngũ quan. Giữa vị trí chán chỉ có duy nhất một con mắt được tạc khép hờ. Và kỳ dị nhất là hình dáng của nó được tạc theo kiểu múa máy uốn éo rất dị hợp. Trên thân của bức tượng này còn có 6 cánh tay chạm khắc rất sơ sài. Nhìn đăm đăm vào thứ vật trong tay, ông khá bật cười rồi lẩm bẩm: "Mẹ tiên sư, cái đứa nào nó tạc bức tượng sâu điên sâu đảo thế này?" Bản thân là một người mê tín, ông khá đã từng thấy rất nhiều tượng thờ. Thế nhưng từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ ông thấy nhà ai thờ một bức tượng lạ lẫm như vậy. Cũng chẳng biết đây là vị thần của tôn giáo nào. Chẳng nghĩ ngợi thêm, ông khá ném luôn bức tượng xuống đất rồi lật đật tiến ra trước xích lô. Những vòng quay nặng nề lại tiếp tục trên con đường đá răm. Nhưng mới đầm được mấy vòng như có một ma lực vô hình thúc giục, ông khá lại dừng xe, mắt đăm đăm nhìn về hướng bụi tre, nơi cái bọc vải màu xanh cùng bức tượng quái dị đang nằm lăn lông lốc ở đó. Lần thứ hai bước xuống xe, ông khá đi thẳng ra đó, lượm bức tượng lên, tiện tay đem nhét vào túi quần rồi lại lên xe đạp về. Ông khá chỉ định đem bức tượng này về trưng chơi, mà không ngờ cuộc đời của ông lại rẽ sang một bước ngoặt khác. Những gì ông sưu tầm, những gì mà từ trước đến nay ông chưa từng thấy,
chưa từng sở hữu đã dần dần đến với ông theo những cách không ai ngờ tới. Và khốn nạn thay đầu tiên đó lại là thi ma. Trời vẫn nổi gió lớn, ếch vẫn kêu ộp ọp và con trăng vẫn lờ mờ hát thứ ánh sáng sứt đụng xuống đằng quê. Đi qua một bãi đất hoang, ông Khá cho rẽ xe vào một con đường âm u. Từ đầu đường này vào đến cổng làng ông là một đoạn đường tương đối dài, cứ tầm 600 mét có lẽ. Muốn đến đó bắt buộc phải chạy qua một cây cầu đá nối liền hai thôn. Thân thể mệt nhoài thêm việc lên dốc cầu lại đạp ngược chiều gió, ông Khá phải cầm lưng dồn lực. Lên gần đến đỉnh cầu thì đột nhiên ông Khá giật mình khi thấy một cảnh tượng lạ. Trên thành cầu gió lộng xuất hiện, một bóng đàn bà thân mặc váy đỏ đứng cục đầu, mặt hướng xuống dòng sông với mái tóc dài rối bù trong gió. Với những người yếu tim đi đêm mà gặp cảnh này tất đái sạch ra quần. Nhưng ông Khá là kẻ cứng bóng vía, đi đêm về hôm đất thành lệ. Có những lần say xỉn ông ngủ luôn ở nghĩa địa, vậy mà chẳng bao giờ thấy ma. Nay thấy cảnh này ông Khá cũng chẳng lấy gì làm sợ, chỉ thầm đoán trong đầu có lẽ người đàn bà này chuẩn bị tự tử. Cây cầu này xây cách đây 3 năm, ở đây đã không ít lần có việc người làng khác đến nhảy sông tự vẫn, thành ra là ông Khá đã sớm quen mắt. Bản thân là một kẻ vô cảm, thêm việc còn đang cay cú việc thu bạc ban nãy, cho nên ông Khá mặc kệ. Do vậy khi lướt qua bóng dáng của người đàn bà, ông Khá vẫn oang oang bảo: "Tiên sư mày, cảm thấy nhảy được thì nhảy đi, còn nếu sợ cút về nấn na cái gì, chết thì nhớ báo cho ta con đề đó." Nói rồi ông hãm phanh cho chiếc xích lô chậm chậm đổ dốc. Chiếc xích lô rít lên từng âm thanh ken két rợn ốc. Cũng là lúc một làn gió lạnh ở lâu sập tới, khiến cho ông Khá rùng mình. Đang là mùng 10 tháng giêng, thời tiết còn tương đối lạnh, nhưng giá rét thế này thì đúng là rất lạ. Cảm giác cơn gió này như một bàn tay lạnh cống luồn vào da thịt, khiến từng tế bào trong người cứng lại. Cộng với cảm giác rùng mình đó, ông Khá lại nghe có cả tiếng kèn kẹt. Thanh âm này không phải phát ra từ phanh xích lô, mà lại giống như tiếng nghiến răng cứ kèn kẹt rất quái dị. Ông Khá hắt hơi liên tục vì hơi lạnh đã xâm nhập tận gan phổi. Cộng với đó, ông vô thức quay lại xem tiếng động quái đản đó từ đâu vang lên. Thế nhưng chưa kịp xác định rõ thì một tiếng nói văng vẳng đem theo âm điệu thất tục sộc tới: "Thằng kia, thế tao sắp nhảy cầu sao còn không cứu, để tao kéo mày theo cho có bạn." Dưới ánh trăng mờ nhạt và qua con mắt gần như lạc thần của ông, một cảnh tượng cực kỳ khiếp đảm đang bày ra. Bóng dáng của người đàn bà mặc đồ đỏ kia mới lao xuống khỏi thành cầu, đang lồm ngồm bò bằng cả tứ chi lao lại phía ông. Bỗng người đàn bà ngửa lên trời, cái đầu kéo lê xoèn xoẹt ở cầu, với mái tóc dài xõa ra để lộ gương mặt trắng như đập bôi sắp phấn. Tứ chi của người đàn bà dù bò ngược, thế nhưng tốc độ rất nhanh, cổ họng không ngừng vang lên tiếng kèn kẹt. Từ thuở cho sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên ông Khá gặp ma. Lời thề dọa cho ma quỷ chạy bán mạng nếu diện kiến hôm nào đã bay sạch. Ông Khá quay ngoắt lại, dùng hết sức bình sinh, nhà chân phanh và đập bằng cả tính mạng. Mồm gào lên những tiếng đầy thất thanh: "Trời đất ơi, có ma, cứu tao với chúng mày ơi." May mắn sao xe đang xuống dốc mới giúp ông thoát khỏi sự đeo bám của vong hồn. Nó kia rồi, cái cổng làng với cây si già sừng sững hiện ra trước mắt. Ông Khá không dám dừng chân, cứ gồng người lên mà đạp, đạp đến vãi cả dám ra vì tiếng rít ngân dài trong cổ vì quá sức hãi. Chiếc xích lô gặp đoạn đường sốc nảy lên, may mắn sao cây ngã ba nơi dẫn về hướng nhà đã ở trước mặt. Những tưởng đã an toàn thế nhưng không. Đúng lúc cho xe rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà thì bất thình lình ông Khá rú lên vì có ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt. Từ bên trong con ngõ, một chiếc xe Honda lao vụt qua đầu của ông với một tốc độ cao. Chiếc xe máy lao vụt ra giữa đường. Gã thanh niên đầu nhuộm vàng phanh đánh két rồi dừng lại chửi: "Mà bố cái thằng cho, mày mua hay sao mà không thích xe tao? Mày có biết bố mày là ai không?" Mấy thoạt nhìn qua cách ăn mặc và kiểu đầu trào màu nhuộm vàng, ông Khá đã nhận ra ngay đó là thằng Tuấn. Thằng này là con trai của lão bí thư huyện, đang tán tỉnh con gái của lão Hận, cho nên đêm nào cũng đến chơi. Ông Khá đã rất nhiều lần muốn cho thằng Ôn này một hòn gạch vì cái tội nẹt pô làm ông mất ngủ. Đêm này đã thua bạc còn bị ma đuổi,
giờ lại gặp cái thằng mặt giặc. Ông Khá cũng điên tiết rồi gầm lên: bố mày là cái thằng con trai tao nè, mà cha mày đêm hôm phóng xe về dỗ mẹ mày à, mà đi nhân cắp thế. Ông thì ông cầu cho mày có ngày xe nó cắn bẹp đầu. Ông Khá đang giống cổ chửi thì bất thình lình trên con đường rộng thênh thang có một chiếc xe hổ vồ tới. Chiếc xe chạy với một vận tốc cực nhanh. Thế ánh đèn rọi tới trước mặt, thằng Tuấn khiếp đảm tính nhảy tránh, thế nhưng mọi thứ đã muộn. Chiếc xe hổ vồ lao thẳng vào chiếc xe Honda, trượt thêm một đoạn. Thằng Tuấn thét lên ngã vật xuống. Chiếc con mắt tái dại của ông Khá. Một tiếng rộp của sọ não vỡ vụn vang lên. Óc của thằng Tuấn bắn ra nhảy nhụa một khoảng đường. Bánh xe nghiệt oan đã cán nát đầu của nó, hệt như lời của ông Khá vừa nguyện rủa. Cảnh tượng máu me cùng tiếng xe động cơ ồn ã làm ông Khá chết chân tại trận. Vì sợ công an và người làng ùa ra gặp rắc rối, ông Khá khiếp đảm đạp xe về thẳng nhà. Một đêm trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc khiến ông Khá hoảng loạn tinh thần, chẳng còn tâm trí nào để ăn. Ông đóng nhanh cổng cửa, không màng tắm rửa leo tót lên gác để nằm trùm chăn. Mới hạ mình nằm xuống, ông Khá chợt giật mình vì thấy lấn cấn đã bên hông. Sự nhớ bức tượng mới nhặt được ban nãy, ông Khá móc ra tiện thể để luôn ở cạnh chiếu rồi trùm chăn nằm. Nhưng người nhìn bức tượng, chẳng hiểu sao ông Khá lại đâm ra mê mẩn. Ông cầm bức tượng lên xăm soi từng đường nét rồi lật đật trước sau. Đột nhiên ông Khá buột miệng khấn: thần con linh thiêng thì độ cho con trúng số, làm cái thằng đạp xích lô mãi chẳng có ngày ngẩng mặt lên. Đã vậy lại còn gặp muôn vàn hung hiểm, nếu được cả con xin lập miếu thờ ngay. Khấn chắn chê xong, ông Khá lại đặt bức tượng xuống vị trí cũ, rồi dòng tay nghe tiếng hô hoán ở ngoài đường. Được một lúc thì ông chìm dần vào trong giấc ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng lạch cạch của xích vang lên kéo ông Khá tỉnh dậy. Uể oải chống tay ngồi dậy, ông lắng tai nghe, nhưng tiếng động kia đã biến mất. Bên ngoài trời vẫn ngập trong một sắc trăng mờ tỏ. Ông Khá dõi mắt ra con đường qua ô cửa sổ bằng kính, đăm đăm nhìn ra chỗ ngã ba nơi có vụ tai nạn mà ông vừa chứng kiến. Con trăng đột nhiên bấy giờ biến mất khỏi tầng mây, gần như ngay lập tức một màu đen bao trùm lên vạn vật. Sương xuống thấp qua cửa sổ hở khẽ, khiến cho ông Khá lúc này rùng mình vì lạnh. Không hiểu tại sao hôm nay ở chỗ ngã ba nơi thằng Tuấn mới chết nát đầu đột nhiên có nhiều đom đóm lắm. Đám ấy bay lên loạn xạ, ông Khá cũng căng mắt ra nhìn. Còn đang ngây người ngẩng mặt thì đột nhiên cả bầy đom đóm lao về hướng cửa sổ nhà ông. Tao cái rồi lông chân lông tay của ông Khá đua nhau dựng lên. Cái cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, ông run lên vì lạnh và sợ. Cái cảm giác hoảng sợ tột độ mà không biết sợ thứ gì. Vì mới tỉnh ngủ nên ông Khá cũng chỉ nghĩ là do hoa mắt mà thôi. Nhưng mà thực ra thì không phải. Lúc này ông mới rất tỉnh. Khẽ trước mắt ông Khá thấy loáng thoáng trước hàng rào trước sân có một bóng người không nhìn rõ mặt, cứ lượn lờ đi qua đi lại, rất gần nhưng cảm giác lại rất xa. Thân thể của ông Khá tự dưng nặng nề không sao cục cựa được nữa. Mấy giây sau thì bóng người mới biến mất ngay trước tầm mắt của ông. Ông Khá giật lùi lại nằm phịch xuồng chăn, mặt đần ra vì sợ. Bất thình lình bên tai của ông có tiếng kèn kẹt như là tiếng nghiến răng. Cộng với đó, ông cảm nhận rõ một bàn tay ma quái đang lần mò thân thể của ông và kéo tấm chăn xuống thấp hơn. Ông Khá chừng mắt tỉnh ngủ khi nghe tiếng mèo kêu não ruột trong đêm. Hai hùng nhận ra là một cơn ác mộng. Bên ngoài trời đã sáng từ bao giờ. Ông chống tay tính ngồi dậy nhưng chợt nhận ra bức tượng gỗ đang nằm trên bụng của mình. Cầm bức tượng mân mê, ông Khá tìm đường xuống nhà dưới, tiện tay cầm theo bức tượng gỗ. Xuống đến nhà, ông đem bức tượng đặt lên trên nóc tủ. Nóc tủ này ông có bày biện một bàn thờ thần tài, sáng nào cũng lễ lạt không bê trễ. Vệ sinh cá nhân xong, ông Khá tiếp tục một ngày chở khách như thông lệ. Mới lóc cóc đạp xích lô ra đến chỗ ngã ba, ông Khá chợt cảm thấy rợn rợn. Chính đoạn đường này đêm qua tận mắt ông chứng kiến cảnh thằng Tuấn bị xe cán nát đầu. Trên nền đất ngoài mấy vệt máu còn vương vãi, lần lồng lốc còn có mấy nén nhang cháy tàn, đưa ba tờ tiền lẻ bị gió cuốn nằm bẹp ở vệ cỏ. Ông Khá quay mặt đi tránh đối diện trực tiếp với hiện trường, trong đầu chỉ thầm nhủ cái chết đó là vô tình
chứ chẳng liên quan gì tới lời rủa xả của ông. Suốt một ngày hôm đó ông khá ế ẩm nặng. Giờ nọ ngày nào ế nhất cũng được đưa ba khách. Đây là lần đầu tiên từ lúc hành nghề mà chẳng có ma nào đến thuê. Việc ấy kéo dài từ tinh mơ cho đến 3 giờ chiều khiến ông khá chán nản. Chờ thêm một hồi chẳng thấy có đổi thay gì, ông khá quyết định đạp xe ra về. Nhưng vừa dắt xe xuống đường thì đột nhiên ông khá giật mình khi nghe tiếng dao văng vẳng vọng tới. Số đây, ai vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cùng với tiếng dạo ấy, bên kia đường có bóng dáng của một đứa bé thân hình gầy nhẳng, đầu đội nón mê với lại xấp vé ở trên tay. Lần tay vào trong túi còn mấy chục ngàn, ông khá chấp miệng tính đạp xe đi. Mấy chục ngàn này là số tiền ít ỏi còn lại để mua cơm. Giờ mà mua vé số thì đêm nay có khi ôm bụng không ngủ. Đột nhiên bên tai cũng khá nghe có tiếng nói ở đâu đó vọng lại. Mua đi, mua đi. Ông giáo giác nhìn chung quanh, đám xích lô đã đi chở khách hết. Đám hàng hôm nay không mở được hàng, cả đoạn đường cập mé sát hồ kéo dài cả hàng trăm mét, chỉ có một mình ông ở nơi đây. Vậy tiếng nói đó từ đâu mà có? Nhưng ông khá cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ông đánh điều nhìn sang đường rồi vẫy tay. Vé số, qua đây mua mấy tờ nào? Mẹ kiếp nào, biết đâu đổi đời. Là mấy tờ có số đuôi là thần tài lớn 579. Ông khá bỏ vào trong túi áo rồi tính đạp xích lô về. Về tới đầu con lộ nằm cách làng chừng 2 cây số, vô tình ông khá thấy một cái đại lý vé số với tấm bảng đen ghi bằng phấn trắng. Như không tin vào mắt của mình, cả mấy tờ vé số ông khá mới tiện tay mua ban nãy bây giờ đều trúng giải cao. Cả thầy 6 tờ được chẵn 60 triệu. Tâm thần như hoảng loạn, phải mất một lúc lâu ông khá mới có thể bình tĩnh trở lại. Dừng chiếc xe xích lô bên ngoài, ông khá lật đật đi vào trong để đổi thưởng. Toàn bộ số tiền có được sau khi trừ thuế, ông cho vào một bao cắm con cò, rồi cứ như vậy rông thẳng về nhà. Về đến nhà, ông khá khóa kỹ 2 cánh cửa, đem bao tiền lên gác xếp rồi ngồi đếm, mà trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Đang mân mê từng tờ tiền chứa đầy ma lực thì đột nhiên ông giật mình khi nghe có tiếng nói thì thầm bên tai. Sao? Chúng nhiều không? Vẫn là một thanh âm vang vọng, hệt như là tiếng nhắc nhở bên bờ hồ lúc nãy. Ông khá giật thót mình ráo rác nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống nhà dưới. Rõ ràng cổng cửa đã được khóa chặt, trong nhà làm gì có ai. Ông khá thực sự không thể lý giải được tiếng nói ấy bắt nguồn từ đâu. Sao cổng yên ông Vin và lý do thần kinh đang bị kích thích cho nên suy tưởng ra mà thôi. Thêm việc ma lực của đồng tiền đang thu hút nên ông khá chẳng để sự bận tâm ấy quá lâu. Nhấp bọt vào 2 đầu ngón tay, ông lại tiếp tục hồi hộp đếm. Đang cẩn trọng gói lại số tiền còn đếm chưa xong, là thứ hai ông khá giật mình khi nghe 2 tiếng gõ cửa cộc cộc. Hoảng hốt với lấy tấm mền sần cũ che chắn đống tiền, ông khá bám lấy cái thằng sắt trèo xuống và lật đật đi ra. Cánh cửa gỗ hé mở, ông nhận ra người tìm tới không ai khác ngoài ông Nhuận. Gương mặt của ông khá giãn ra, hỏi vội trong khi mở cửa lớn hơn. Bác à, sang em chơi đấy hả? Vào đây em pha ấm trà. Ông Nhuận giơ tay cản lại, nhấc con gà trọi nặng cỡ 3 cân đáp bằng giọng hí hửng. Đang tươi cây thế bác đạp xe ngang qua cấm. Thế bác về sớm nên là tính rủ bác lai ra hết giờ. Này đi à, thành phố của đứa cháu nó biếu 2 con gà trọi, 1 con để bà nhà tôi kho, còn con này tính mang sang nhậu với bác cho đỡ cái mồm. Ông khá vốn tính cách rộng lượng, lại chịu ơn ông Nhuận cho nên vội bảo. Bác đem con gà này về hầm cháo cho bác gái tẩm bộ. Còn hôm nay bác muốn ăn gì, bác thèm gì thì cứ để thằng Khá này thiết đãi. Ông Nhuận sừng sốt ra mặt xong vẫn cảm mừng vì đem con gà về. Trong lòng chỉ thầm đoán hôm nay có lẽ ông Khá đã thắng bạc mà thôi. Thế bạn của mình bỏ về, ông Khá cũng leo vội lên gác, cầm theo một nắm tiền rảo chân đi ra chợ làng. Một lát sau quay về cùng với thùng bia, mấy cân bê thui, 2 con gà luộc. Một lát sau ông Nhuận cũng rào chân tiến sang sau khi tắm rửa. Thế đồ nhậu hôm nay thịnh soạn quá, ông Nhuận mới cau mày. Này ông Khá, bộ bác đi đánh bạc ấy phải không? Lần này mua rồi thì tôi ăn, nhưng mà lần sau nhất định tôi chối đó. Tôi đã bảo bao lần rồi, cai cờ bạc đi mới có ngày ngẩng đầu lên được. Bác cứ lậm mãi vào con đường đó thì chết.
xót nhanh cho bạn mình cốc bia đá, cắp thêm cho bạn miếng mồi. Ông Khá cười khà khà và cạn ly. Thế ông Nhuận là một người thật thà, không có tính tham lam. Ông Khá bèn trần tình: Bác Nhuận này, ở cái làng này chỉ có một mình bác là đối xử tốt với em. Ơn nghĩa ấy thì em xin là cắn cỏ ngậm vành, có chết cũng không quên. Thu thật với bác, số tiền mua mồi hôm nay không phải có tiền em đánh bạc đâu, mà là tiền em trúng số. Ông Nhuận bấy giờ ngạc nhiên. Trước giờ chỉ biết bác ham muốn mấy cái món phỏm rồi tiến lên. Thế bác cũng chơi cả canh sổ số đấy hả? Thế chúng nhiều ít mà mua đồ lắm thế. Ông Khá bấy giờ ghé sát tay của bạn: Còn 60 triệu. À mà này, cái việc em trúng số bác đừng kể cho ai nha. Cái làng này đánh trộm cướp nó lộng hành lắm. Nó biết ở trong nhà em có nhiều tiền, nó giết em mất. Ông Nhuận cười khà và gật đầu. Bữa rượu kéo dài cho đến 11 giờ đêm cả hai mới chia tay nhau. Thấy bóng dáng của bạn lảo đảo đi về, ông Khá cũng thu dọn và đóng cửa ngay. Tiểu tiền xong, ông Khá tiến lại cái thang sắt, định bụng leo lên gác xếp. Lúc vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, trẻ đông giật mình khi nghe tiếng rin rít kèn kẹt bên tai vọng tới. Theo hướng phát ra của âm thanh, ông Khá nhíu mày nhìn về hướng chiếc tủ gỗ, nơi có đặt cái bàn thờ ông Địa và bức tượng một mắt ông mới nhặt về đêm qua. Vừa mới nhìn về hướng đó, ngay lập tức ông Khá cựng lại, sừng sốt ngạc nhiên vì thấy bức tượng gỗ đen kia đang uốn éo như múa. Cái đầu bức tượng vặn vẹo hướng con mắt độc nhất nhìn về phía ông. Sáu cánh tay cùng thân hình đang uốn éo non rất kỳ dị. Cho rằng mình say rượu hoa mắt, ông Khá đưa tay lên dụi thật kỹ. Và khi mở mắt ra thì cảnh tượng ấy quả thật đã biến mất. Ông Khá chớp miệng một tiếng, bám thẳng tính leo lên. Thế nhưng mà đột nhiên dòng tâm tưởng sực nhớ ra sự việc đêm qua, rằng ông đã cầu khấn bức tượng này để xin trúng số. Ông Khá lại đần mặt ra. Lẽ nào bức tượng mà ông nhặt về thực sự linh thiêng? Lẽ nào chính nó đã chứng cho lời cầu khẩn vu vơ đêm qua? Không thể nào. Ông Khá nhủ thầm ở trong đầu. Một bức tượng chưa được thờ cúng lại vô tình nhặt ngoài đường về, sao có thể linh ứng đến như vậy? Nghĩ là vậy nhưng ông Khá vẫn khấn long phong. À, nếu quả thật mà ngày thiêng đến thế, ngày mai xin độ cho thằng Khá này trúng bạc to. Nếu thắng bạc thì tôi tin vào pháp lực và sự linh ứng của ngài, nhất định tôi sư hương hoa cúng kiến đầy đủ, lúc ấy ngài muốn gì cũng được. Nói rồi ông Khá lảo đảo leo lên gác, kéo cái chăn sần cũ ra. Ông xả vào đống tiền người cho đã, nhưng mà cơn buồn ngủ kéo sầm mí mắt vì hơi rượu chích choáng dâng lên đến tận óc. Đêm dần đổ về nửa khuya, làng quê quạnh quẽ tĩnh mịch trong ánh trăng trắng ngà phủ xuống. Dòng sông bạc mang theo một cảm giác lạnh lạnh trong hơi gió đêm. Khói sương đang dâng phủ đêm muộn làm cho giấc ngủ thêm phần sâu hơn. Đó là một đêm trăng suông, ánh trăng mờ soi qua cửa sổ, hắt lên thân ảnh nằm không theo hình tướng của ông Khá. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì đột nhiên ông Khá ú ớ choàng tỉnh khi nghe tiếng lạch cạch của xích lô ở trước nhà vọng lên. Cùng với thanh âm như tiếng bàn đạp chuyển động ấy, ông lại nghe cả tiếng răng rắc, tiếng kèn kẹt như là tiếng nghiến răng, toàn những thanh âm kỳ quái. Chẳng những thính giác bị làm phiền, khiếu giác của ông đột nhiên nhạy bén như loài chó săn. Thoảng trong làn gió đêm lạnh lẽo thốc vào từ ô cửa sổ, ông ngửi rõ mùi khen khét của thịt cháy. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cái thang sắt dẫn lên gác xếp vang lên những tiếng kẹt. Tiếng động đó càng lúc càng vang lên rõ hơn, gần hơn, như đang oằn mình dưới sức nặng. Hệt như có ai đó đang lần nhần bước lên gác xếp. Cái ông dòng sống lưng của ông Khá dựng đứng. Viễn cảnh một kẻ giết người lẻn vào nhà ông hòng cướp số tiền trúng số khi ông đang say giấc làm trông đâm ra sợ. Ông Khá hoàng hồn tính nhoài người với lấy con dao đang đặt ở bên cạnh chiếu. Thế nhưng đột nhiên thân thể của ông cứng đờ không cách nào cục cửa. Duy chỉ có đôi mắt còn trừng ra trong đêm mở trăng. Loáng loáng cây xoan đào mọc cạnh ô cửa sổ im lìm hứng sương. Bầu trời đột nhiên không còn một cơn gió nào thẳng thột. Trăng khuya phẩm đứng chiếu ánh sáng sứ đục. Thất một cái bóng tối ngập òa, ông Khá thấy mình bừng tỉnh. Cảm nhận không khí ngột ngạt hãm bức chật chội vây quanh, môi miệng khát cháy, toàn thân căng cứng, nực nồng oi bức như là sắp đổ cơn giông. Ba cánh quạnh con cốc ngừng quay,
không một tiếng gió nhưng nghe kèn kẹt ở thang vẫn vang lên. Chỉ mình thanh âm đó đang rít lên trong thời gian lẫn không gian ngưng bặt. Ông Khá thấy mình đang khát cháy cả cổ họng cùng quả tim đang đập loạn nhịp. Đôi môi của ông căng dặn và mồ hôi lấm tấm trên trán với nỗi sợ không ngừng nhân lên. Người ông ươn ườn, mặt đất ẩm rít. Ông Khá gắng vùng lên trong cơn kinh hãi tột cùng. Thế nhưng vẫn có cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lẩn nhẩn về phía của mình. Khối đen đó từ từ tiến lại gần nơi ông nằm, đưa bàn tay còn bốc khói kéo tấm chân trên người của ông xuống. Không hiểu tại sao người ông vẫn cứng đờ, tiếng hét cũng nghẹn đi trong cổ họng. Quá sợ hãi, ông Khá dùng hết sức để lăn người đi chỗ khác, thế nhưng bất lực. Đập vào con mắt đang trố tròn để hoảng loạn của ông, một nhân dạng to cao lù lù hiện ra. Toàn thân của kẻ đó đen sì, hệt như cả người đang bị cháy xém. Trên gương mặt nám đen chỉ có độc nhất con mắt đang trợn trừng, cùng sáu cánh tay không ngừng uốn éo vặn vẹo. Hai cánh tay vươn tới nắm cổ chân của ông rồi dựng ngược lên. Cộng với hành động đó, một tràng thanh âm ồ ồ vang lên như xé toạc màng nhĩ của ông Khá. Tao độ cho mày trúng số, sao mày để tao đói khát? Bây giờ mỗi ngày phải cúng cho tao một con gà sống, một bát máu heo, không tao vật cho mày chết. Ông Khá rú lên rồi choàng tỉnh, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo. Tim ông đập liên hồi cùng tiếng thở đứt quãng. Có hoảng sợ, ông Khá nhào tới bật đèn gác xếp rồi ngồi co ro trong một góc. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, bức tượng đó đã phù hộ trông trúng số và ông đã nuốt lời không cúng cho nó. Giấc mộng đêm nay chỉ như một lời cảnh cáo mà thôi. Thế nhưng sáng ra, ông Khá không vội làm theo điểm báo trong giấc mộng. Hôm đó ông không đi chở khách mà đạp xe đánh bạc để kiểm chứng xem sự việc ông phỏng đoán là thật hay mơ. Sang đến làng bên, ông Khá bắt đầu chơi ở những sòng bài nhỏ, sau đó lê la sang sòng bài lớn. Và kỳ lạ thay, ở sòng bài nào ông cũng thắng rất đậm. Đã bàn ấy như một lời khẳng định việc bức tường kia phù hộ cho ông đặt thật. Ông Khá khẳng định mình đã thỉnh đúng một thần tài về nhà. Trong lòng của ông sướng hơn tết, ước vọng ngẩng lên mặt với đời vậy là sắp hoàn thành. 8 giờ tối, ông Khá đạp xe về lại làng. Tại bãi đất hoang hôm nào ông lại gặp thằng trọi con đã nuốt mười mấy triệu hôm nọ. Đằng sẵn vần đỏ và tin vào sự linh ứng của bức tượng, ông Khá lại gã hắn chơi. Lần này ngoài số tiền gỡ đường, ông còn ăn của hắn hơn 5 triệu. Đem theo tâm trạng sung sướng về nhà, ông Khá mừng như là bắt được vàng. Mua một con gà trống thín ở chợ, thêm hàng đống đồ lặt vặt ở tiệm tạp hóa, ông rảo bước từng vòng xe về luôn. Về đến nhà đem bọc tiền nhét vào trong tủ, ông Khá lúc này mới bình tâm ngẩng đầu lên. Trên nóc tủ đó, ngoài bức tượng gỗ đen còn có một bàn thờ thần tài và thổ địa. Ông Khá đứng nhìn một chút rồi lẩm bẩm: tôi thờ hai ông mấy năm nay mà nghèo vẫn nghèo, ngày nào cũng còng lưng chở khách rất cực khổ, quần quật từ sáng đến tối không đủ tiền ăn. Nếu hai ông mà đã chẳng có tích sự gì, không phù hộ cho tôi thờ hai ông làm gì? Nói rồi ông Khá cầm hai bức tượng sứ đem ném ra hàng rào. Quay trở vào nhà, ông Khá ngồi sấp ướt một cái khăn, lau bàn thờ và bát nhang thật kỹ lưỡng, đoạn dinh hẳn lên ghen các xếp, chọn một góc kín đáo để kê vào. Với số đồ mới sắm ở tiệm tạp hóa, ông Khá lúc này lắp thêm hai ngọn đèn hột hài liệu. Lại theo thang leo xuống, đem bức tượng một mắt lên trên, kính cẩn đặt vào trong đó để thờ cúng. Dưới đúng lời hứa hôm qua, ông Khá đem con gà sống còn đang buộc cánh, buồng chân lên trước bàn thờ. Cạnh đó là một bát máu heo. Vội vàng quỳ xuống, ông Khá với lấy một nén nhang thắp lên, giơ trước mặt rồi nhắm mắt lầm rầm khấn: tạ ơn thần đã phù hộ độ trì cho con được hanh thông tài vận. Nay y như lời con cúng gà cúng máu cho thầy thọ dụng, xin thầy tiếp tục hiển linh để độ trì cho thằng Khá này, đừng sợ cầu như ý, sợ nguyện tòng tâm. Đang lầm bầm khấn thì đột nhiên ông Khá giật mình khi nghe tiếng gà kêu quang quác. Hoàng hồn nhìn xuống, ông thấy con gà nặng 3 cân này đã chết khô, còn mỗi lông với da nghệt như là máu huyết trong cơ thể đã bị rút cạn. Ở phía bên phải, chén máu heo cũng đã biến mất như bị ai đó uống cạn. Khẽ nuốt nước miếng đánh ực, ông Khá vững tin thêm vào suy đoán của mình, đó là vị thần này thực sự có thật và đang ngự trị trong nhà của ông. Chỉ cần ông thành tâm cúng kiến xin thì tất được.
Với một người đang hoa mắt vì ước vọng tiền tài, ông Khá không hề nhận ra mình đang thờ quỷ. Sáng hôm sau, dân trong làng vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Khá tìm tới từng nhà và thanh toán hết số tiền đã vay mấy năm nọ. Ngay cả ông Nhuận cũng sửng sốt khi số tiền mua xích lô tặng bạn đã được ông Khá hoàn lại, còn rồng lường biếu thêm chục triệu tiền mặt mà không đắn đo. Cũng kể từ đó cho đến 3 tháng sau, ông Khá sắm cho mình một chiếc Honda, ngày ngày chạy xe đi đánh bạc, chiều về lại đi mua vé số. Việc chở khách ông cũng chẳng màng, và cái xích lô kiếm cơm hôm nào đã bị bỏ xó. Cho đến hôm ấy, ông Nhuận đang ngồi uống trà ở hàng hiên cùng mấy người hàng xóm thì thấy chiếc Honda của ông chạy vụt qua. Mới thấy cảnh này, một ông trung tuổi đã buột miệng rồi hỏi: "Tài Khá, nó làm cái nghề gì mà phất nhanh thế bác nhỉ?" Một ông râu bạc lắc đầu: "Chả biết kiếm đâu ra tiền lắm thế. Bữa tôi qua nhà hỏi vay ít tiền đóng học cho con bé Xuân, vậy con 500 mà ông ấy đưa hẳn cho 1 triệu. Lại bảo khi nào thiếu thì cứ tìm qua, lúc nào có trả lại, cũng chẳng tính đồng lãi." Một gã thanh niên nhớn mắt tí hí nhìn ra cổng rồi thì thầm: "Việc kiếm tiền thì không biết ra sao, thế nhưng mà kỳ lạ lắm bác ạ. Sáng nào ông ấy cũng ra sạp của nhà cháu mua một con gà sống, còn hôm thì mua máu heo, hôm lại mua máu gà. Làm gì mà 10 ngày như 10. Cháu có thắc mắc lắm thế nhưng cũng không dám hỏi. Mua hàng ông ấy chi đậm lắm, chẳng thèm lấy cả tiền thừa nữa." Ngồi nghe đám bạn trà bàn tán, ông Nhuận chỉ nín lặng chứ không bình phẩm. Trong lòng của ông thầm đoán bạn mình trúng số và thắng bằng cho nên mới có cuộc sống thay đổi như vậy. Thế nhưng mà mồm ăn núi lở, thắng mãi cũng đến hồi thua, tiền trúng số tiêu mãi cũng hết. Vậy mà chẳng hiểu sao ông Khá hình như càng lúc càng sống xa hoa. Thế kỳ lạ, ông Nhuận mua một ít mồi, tính lấy cớ mượn rượu sang hỏi han cho rõ, vì sợ ông Khá làm việc phi pháp. Thế nhưng lạ thế, ông Khá nhất định không cho bạn vào nhà. Hay khi nào ông Nhuận muốn lai dai thì một là bày ra ở nhà rồi ông Khá xiết sang, hai là ra ngoài quán. Căn nhà của ông Khá lúc nào cũng đóng cửa, chẳng thấy khi nào mở ra, dù dạo đó có khi rời nhà cửa chẳng thèm khóa. Thời gian đầu, việc ông Khá mua gà và máu chẳng ai quan tâm. Sau cùng, từ một con, sáng nào ông cũng mua lên 2 con và 1 chai nhựa máu. Điều đó làm cho đám tò mò bắt đầu đồn thổi. Đám ấy cất công rình theo, nhưng lần nào tới nhà ông Khá cũng đóng cổng, cho nên chẳng ai biết ông làm gì bên trong. Cho đến buổi sáng hôm ấy, đám lắm chuyện quyết định sẽ rình thật lâu. Và đến tầm giữa trưa phát hiện ông Khá rời nhà, đem theo một đứa bóng đen ra bãi rác. Chở chiếc xe Honda nổ máy chạy đi, đám ấy mới mở cái bọc ra thì ai nấy đều xanh mặt. Bên trong túi bóng là xác của 2 con gà chết khô, máu huyết như bị rút hết và bốc mùi khắm khú như chết từ lâu. Đám ấy đoán chắc ông Khá đang nuôi ngải trong nhà, và chính thứ ngải đó đã giúp ông trở nên giàu có nhanh như vậy. Thêm 3 tháng trôi qua, ông Khá cho người về xây một cái cổng sắt vô cùng kiên cố. Bức tường bao lụp sụp nay dựng thành hàng rào đá ông cao hơn 3 mét. Trên dòng dây thép gai, khiến cho căn nhà như biến thành một lô cốt. Và dạo này ông Khá gần như sống tách biệt với dân làng. Ngay cả người bạn chí thân là ông Nhuận, ông Khá cũng tránh mặt, chẳng thèm nhậu nhẹt chung như bận còn cư hàn. Thêm 1 tháng trôi qua, sáng hôm ấy ông Nhuận đang tập mấy bài thách cực quyền ở ngoài sân, thì nghe thấy chiếc Honda cũng Khá chạy qua. Vội vàng chạy ra, ông Nhuận liền gọi: "Bác Khá ơi, con tôi bảo cái này." Dẫu mắt nhìn sang, ông Nhuận thấy trên xe có 2 con gà trống. Tắt máy dừng xe ở ngoài cổng, ông Khá lật đật tiến lại. Vừa thấy mặt bạn thì ông Nhuận không khỏi sửng sốt. Mới hơn 1 tháng không gặp mà ông Khá xuống dữ quá. Dáng hình tàn tạ, 2 má tóp lại, mắt như chố to hơn, với thân thể gầy nhẳng như người chết đói. Toàn thân của ông Khá thần khí như là người mắc bệnh kinh niên, tướng đi cũng không vững. Ông Nhuận làm bộ rồi trách cứ: "Đi đâu mà cả tháng nay tránh mặt tôi, bộ tôi làm gì phật lòng bác hả? Mặt độ này ốm yếu thế nào, bác có bệnh gì trong người không, đã đi khám chưa?" Ông Khá rút một điếu thuốc gắn lên trên môi, mắc một điếu mời ông Nhuận rồi châm lửa, đoạn khề khà bảo: "Bác là người ơn của tôi, tránh là tránh thế nào, tôi vẫn còn khỏe, chẳng có bệnh tật gì cả. Phải mỗi cái tội là thức đêm đánh bạc, chẳng có thời gian ăn ngủ, người ngợm nó cứ gầy giạc cả đi. Thế đợi tôi một lát nha,
Tôi về tắm rồi tôi chạy qua nhà bác. Này làng bên nó khai trương cái quán cháo lòng ngon. Cái món đó bác chẳng thích nhất là gì? Ông Nhuận cảm mừng ra mặt vì thấy tính cách của bạn mình vẫn như xưa. Ông gật đầu rồi quay vào nhà vệ sinh cá nhân. Khi ông Khá quay lại đón, chiếc xe Honda rời làng lúc bình minh đã ngắt từng ánh nắng chan hòa, đem theo hơi ấm của đầu ngày. Được một lúc trong làng có bà Thư đi mời cỗ. Ngày mai con gái của bà Liên xe hoa về nhà chồng, cho nên hôm nay bà phải tranh thủ đi đánh tiếng đến từng nhà. Người làng quê trọng lời mời chứ không trọng mâm cỗ. Hơn nay hết bà Thư rất hiểu đạo lý này. Sang đến nhà ông Khá, bà Thư thấy cánh cổng chính còn đang khép hờ. Có lẽ ban nãy vì mãi đi sang nhà ông Nhuận nên ông Khá đã quên khóa kỹ. Đánh bảo để cổng bước vào sân, bà Thư hạ cái nón xuống rồi gọi giống cổ. Bác Khá ơi, có nhà không? Em Thư đây. Không nghe tiếng đáp lại, lại thấy cái khóa đồng nằm im lìm trên cánh cửa gỗ nặng nề. Bà Thư định bụng quay sang vì đoán ông Khá đi vắng. Thế nhưng vừa bước được ba bước thì trần bà giật mình khi nghe ở bên trong nhà có tiếng khè khè. Thành ngầm ấy chẳng khác gì tiếng rắn thở. Bà Thư khựng lại một giây, mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà rồi lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, chẳng lẽ bác Khá bác ấy nuôi rắn ở trong nhà? Trước này đâu có nghe bác ấy kể nuôi chăn rắn gì đâu. Tính tò mò nổi lên, bà Thư đánh bảo tiến lại gần, áp mạnh vào cánh cửa rồi nhìn vào bên trong. Thế nhưng dưới chẳng thấy gì ngoài một màn đêm tăm tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn hắt ra bên trên các xếp, vầng sáng đỏ quạch đó bắt nguồn từ ngay ngọn đèn hột liệu trên bàn thờ. Bà Thư ráng đứng lại, cố gắng tìm hiểu xem thanh âm ấy phát ra từ đâu. Và ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, bà chết khiếp khi thấy một bóng người thân thể uốn éo đang từ các xếp lướt xuống nhà. Giờ không nhìn rõ nhân diện nhưng bà Thư cảm thấy toàn thân cái bóng đó không ngừng bốc lên khói trắng. Và trong khi bà Thư đang chết cứng tại trận thì bất thình lình một con mắt khẩm, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch, vằn vện tia máu cũng dí sắt vào kẽ hở mà nhìn bà chòng chọc. Cùng với sự đối diện cách nhau một thứ gỗ, có tiếng rú vang theo âm điệu khủng khiếp vang lên. Đầu óc của bà Thư lập tức choáng váng, cảm tưởng lỗ nhĩ rách toạc khiến đầu óc xây sầm đi. Theo bản năng bà lùi lại vài bước, kinh hồn tán đờm. Ngay sau đó bà cắm đầu bỏ chạy thục mạng, sợ đến mức đũng quần đã âm ầm và cổ họng chỉ rít lên chứ không bật lên nổi tiếng nào. Chạy đến đầu đường thì bà thấy bà Nhuận đi chợ về. Bà Thư lúc bấy giờ nhũn hết cả chân tay, bà lăn đùng ra ngất xỉu. Hoảng hốt bà Nhuận vội dìu bà và hàng xóm vào trong nhà rồi xoa dầu đánh gió. Được một lúc thì bà Thư ú ớ tỉnh dậy. Không cần bà Nhuận gặng hỏi, bà Thư đã đem theo sự tình kể ra. Vốn là chỗ năng đi lại nhà nhau, bà Nhuận cố gắng đánh lạc hướng vì sợ tin đồn thất thiệt sẽ làm ảnh hưởng đến ông Khá. Chắc là thím quán gà nhìn nhầm thôi, cái thời buổi này lấy đâu ra ma. Tôi về ông nhà qua nhà ông Khá ăn cơm suốt mà cũng có thấy tà ma gì đâu. Thế à, sáng mai là cưới con gái hả? Cô bạn chuẩn bị sao rồi? Bà Thư bị điều hướng sang câu chuyện khác cho nên cũng cho rằng mình nhìn nhầm. Trò chuyện thêm được một lúc thì bà cũng xin phép ra về vì còn mãi đi mời mấy khách. Bà Nhuận cũng lấy xe máy chạy xuống huyện thăm người cháu gái mới sinh con. Cho đến tối hôm ấy khi ngồi ăn cơm cùng chồng, bà đem việc ấy thuật lại tỏ tường. Sau cùng thì bà kết luận: ông nói này, có khi nào ông Khá ông ấy nuôi ma trong nhà không? Dạo này tôi thấy ông ấy lạ lắm. Ông Nhuận lặng người vì tin đồn lời đồn thổi gần đây và câu chuyện vợ ông kể quá ăn khớp với nhau. Có lẽ nào ông Khá thực sự nuôi ma trong nhà để chiêu tài nạp vận. Ông Nhuận chỉ ậm ừ đáp chiếu lệ, thế nhưng trong lòng đã có suy tính riêng. Ông định bồng gặp ông Khá để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng suốt một tuần liền cả hai không hề chạm mặt vì ông Khá cứ đi ngày đi đêm. Bẵng đi tầm một tuần sau, thời gian khi đó đổ về tầm 10 giờ tối, căn nhà hai tầng khang trang của ông bà Nhuận sáng đèn, dù trước nay ông bà hay đi nằm sớm. Trong căn buồng ngủ tại tầng 1, bà Nhuận lục đục ở bên trong, chuẩn bị gói ghém ít đồ đạc cho chồng để kịp bắt chuyến xe đỏ đi bệnh viện thành phố. Suốt là chiều hôm nay ông chú ruột của ông Nhuận đổ bệnh, phải nhập viện vì đau ruột thừa. Ông cụ ngoài 70 sống xa con cháu, nay chỉ còn biết bấu víu vào bà Ô Xin và người cháu như ông Nhuận.
Ở bên ngoài nhà, ông Nhuận đang lúi húi. Tề Thuần thoát gấp quần áo cho vào ba lô, lặc lẽ bê ba lô đặt lên chiếc bàn giữ nhà. Ông quay vào rồi bảo: "Bà đã kiểm tra kỹ cho tôi xem cái sổ bảo hiểm của chú Tư đã có chưa nha." Bà Nhuận tiến ra ngoài, trên tay là một mớ giấy tờ được xếp cẩn thận trong túi ni lông. Nghe thấy chồng hỏi thì gật đầu đáp: "Tôi chuẩn bị kỹ rồi, ông đừng có lo. Thế bây giờ tôi chở ông ra bến xe đò, hay là ông đi cùng thằng Thuận? Bà ở nhà lo liệu công việc đi, tôi về thằng Thuận lên đó chăm ông cụ được rồi. À này, ở nhà nhớ đừng có đi đâu nha. Chắc tầm ở giữa trưa là đám nhà Hoan nó sang đó bắt con lợn đó. Tôi với nó hẹn nhau từ hồi đầu tuần." Bà Nhuận nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhanh tay đưa cho chồng mình bọc giấy tờ. Bà nhấp một ngụm trà rồi bảo: "Trong đây là có 10 triệu tiền mặt, ông cứ cầm lên đó lo liệu cho chú. Một lát nhà Hoan nó sang thanh toán tiền thì lại có một khoản chi tiêu. Việc ở nhà ông cứ để tôi lo, đừng có nặng đầu." Ông Nhuận gật đầu húp một ngụm trà nóng. Trà chưa trôi hết cuống họng thì bên ngoài có tiếng gào thê thảm vọng tới, cộng với đó là một bóng người đang cắm đầu chạy thục mạng vào sân. "Ôi Nhuận ơi, Nhuận ơi, cứu tôi với!" Bị tiếng gào làm cho giật mình, hai ông bà Nhuận ngơ ngác ngó ra thì ông Khá đang lao nhanh vào nhà. Mặt ông Khá tái mét, chân tay run cầm cập. Ông thở hồng hộc như mới chạy một quãng đường dài và ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Hạ cái ba lô lên bàn, ông Nhuận sốt sắng: "Có gì thế? Có gì mà đêm hôm gào ầm lên vậy? Cứu tôi! Nó định hại tôi, nó định ăn hồn tôi!" "Nó là ai? Sao nó lại muốn hại ông?" Chờ cho ông Khá lầy bầy nhấp một ngụm trà, ông Nhuận gặng hỏi toàn bộ sự tình. Hơi trà nóng đổ vào ruột làm trông Khá bình tâm hơn, đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ rồi nhìn vợ chồng bạn. Mất mấy phút sau, ông Khá mới thuật lại toàn bộ diễn tiến, từ cái đêm thua bằng cho đến lúc thấy bức tượng rồi đem nó về nhà gặp ma ở chân cầu, sau đó tận mắt chứng kiến vụ tai nạn bẹp đầu ở khúc cua đầu ngõ, cuối cùng là việc trúng số thắng bạc liên tiếp. Ông Khá kể không thiếu một chi tiết. Kể đến đây, ông Khá xanh mặt nói tiếp, mặc kệ vợ chồng ông Nhuận đang tái mắt nhìn mình: "Ban đầu là nó đòi ăn một con gà với một chén máu, tôi vẫn làm theo. Sau đó nó đòi lên hai con với một tô máu. Suốt 3 tháng trời tôi đáp ứng đầy đủ, sau cùng thì nó đòi uống máu của tôi. Tôi vì ham thắng bạc và trúng số qua nên cũng đánh liều cho nó ăn máu của mình. Vì thế nên tôi mới gầy dọc đi, ăn uống tầm bổ thế nào cũng không béo lên nổi." Vừa nói, ông Khá vừa kéo tính tay áo lên để chứng minh những lời mình nói không phải là bịa đặt. Bên dưới cánh tay áo chỉ chít vết dao cắt, cái đã liền sẹo, cái còn dớm máu. Chưa dừng lại ở đó, ông Khá còn tay mạnh kéo ống quần lên, giọng nói cũng theo đó mà lạc hẳn đi: "Mấy ngày trước lúc mà tôi đang ngủ, thấy bắp chân của mình đau lắm. Tôi mở mắt ra thì thấy có một bóng đen nó đang cắn chân của tôi. Tôi hoảng quá vùng dậy thì như thế này đó." Mới ngó vào vết thương nơi bắp chuối, ông bà Nhuận cảm thấy vô cùng lợm giọng. Vết thương ấy đã lên mổ sưng to, miệng của vết thương không ngừng rỉ ra một chất dịch vàng hôi thối tượm lợm. Cảm tưởng sau lớp da đó có một ổ trứng gì đó đang cục cựa rất kinh dị. Mới thấy cảnh này, ông Nhuận đã bấu chặt vai của bạn rồi giục: "Trời đất ơi, sao không đi viện khám xem thế nào? Hai liền tiền đây đi cùng tôi. Như này khéo là bị con gì cắn nhiễm trùng, không cẩn thận là khéo phải cưa chân." Không phải con gì đâu, là nó đấy, là con quỷ trong bức tượng gỗ đen 6 tay, chính là nó đã cắn tôi." Ông Nhuận bán tín bán nghi nhìn bạn, nhưng trong thoáng giây nào đó, câu chuyện của bà Thư gặp ma hiện về trong đầu của ông. Có khi nào những gì bà Thư thấy là thật? Vậy chẳng lẽ việc này thực sự do ma quỷ? Giọng nói của bà Nhuận xen ngang kéo ông Nhuận thoát khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò: "Bác bảo là nó muốn ăn hồn bác. Cái sự này e chừng nguy cấp, có khi phải đi mời thầy cúng về đó." Ôm mặt khóc sụt sùi, ông Khá lại tiếp: "Hồi tối nay tôi thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bùn rủn nên chẳng đi đánh bạc được. Vì cảm thấy hơi sợ tôi ngủ luôn ở nhà dưới. Được một lúc tôi lại mơ thấy nó. Nó hiện ra với sợi dây thừng ở trong tay và chồng vào cổ tôi. Sau đó kéo tôi tới một khu đất thánh. Nó bảo tôi phải cho nó nuốt hồn, mà phải do tôi tự nguyện thì linh lực nó mới hoàn thiện. Lúc nghe vậy tôi sợ quá cắm đầu bỏ chạy. Lúc ấy tôi mới choàng tỉnh dậy." Nghe đến đây thì ông bà Nhuận đều khẳng định 100% ông Khá nuôi quỷ chiêu tài. Và bóng ma mà bà Thư thấy hôm nọ
chính là con quỷ này hiện thân chứ chẳng ai vào đây. Thế sự việc rất trầm trọng, ông Nhuận bảo vợ. Cái việc này e rằng hệ trọng, đồ vi quỷ là chết cả đám, nó thủ dai lắm. Bây giờ bà ở nhà, thằng Thuận nó có sang thì bà cứ bảo nó xuống viện đi, tôi đưa ông Khá đến tìm thầy Khiển xem thế nào. Bà Nhuận gật đầu đồng ý. Vậy là ông Nhuận đành gác việc nhà lại, vội vã dục bạn lên xe Honda để ông chở đi. Hướng mà ông nhắm tới là điện thờ của thầy Khiển, một thầy cúng gốc các người Hoa nổi tiếng cao tay ở trong vùng. Sang đến điện thờ cũng may là thầy Khiển còn đang thức. Vì là chỗ tâm giao với nhau nên khi nghe tiểu đồng báo lại, thầy Khiển đã tự mình ra tận cổng đón. Sau khi mời hai vị khách vào chính điện, thầy Khiển gặng hỏi lý do. Ông Khá quỳ xuống run rẩy kể rõ về con quỷ trong bức tượng. Thầy Khiển nghe xong lấy một mảnh giấy, một bút một mực nghiên ra rồi trầm tư ngồi vẽ. Sau đó thầy mới giơ bức họa còn chưa ráo mực ra trước mặt của hai người. Có phải hình dáng của nó như thế này phải không? Nó, chính là nó đó thầy ơi. Sự hoảng sợ không sao che giấu này chính là lời xác nhận đanh thép. Thầy Khiển bỏ bức họa xuống nhìn ông Khá đăm đăm. Nhà ông to gan lớn mật thật, nên là quỷ chứ thần thánh nỗi gì. Không biết gốc gác sao mà đem về thờ, đúng là tự dưng rước họa vào nhà. Bộ thì biết gốc gác của nó sao? Ông thầy Khiển gật đầu đáp. Nó xuất phát từ bên Cam, tên gốc xa xưa là gì thì nhất thời tôi không có nhớ rõ. Thế nhưng mà dân mình hay gọi nó là quỷ đoạt hồn hay là quỷ Campốt gì đó. Con quỷ này chỉ có thầy cúng như chúng tôi mới dám thỉnh về, phục vụ cho lễ lạt cúng bái hay chấn niệm mà thôi. Ông Khá xanh mặt chắp tay. Bẩm thầy, quỷ Campốt là gì à? Ông thầy Khiển trầm ngâm mấy giây rồi đáp. Trong nghề thầy cúng của ta có một phép rất độc địa. Đó là thỉnh quỷ Campốt về để sai như âm binh. Đám quỷ này khi còn sống là lính Khmer đỏ, lúc sống gây nhiều tội ác. Đến khi chúng chết linh hồn đem theo nhiều oán niệm. Mà trong phép thỉnh âm binh hết linh hồn nào càng mang oán hận thì âm binh càng mặn. Đó là lý do mà thầy cúng thường thỉnh chúng về, nuôi linh hồn cho một bức tượng. Quỷ Campốt này có thể chiêu tài nạp vận, cũng có thể là công cụ để hại người, tùy theo sai khiến của thầy cúng. Nhưng mà đến khi mà thầy cúng già yếu, pháp lực suy giảm thì đám quỷ này thường hay phản lại. Đó là lý do thầy cúng đem nó bỏ đi, phải oái oăm thay ông lại nhặt nó về. Ngừng lại một giây, thầy Khiển bấy giờ đanh giọng. Chẳng những rước nó về nhà, ông còn đem tượng thổ địa ném đi. Điều đó càng làm cho con quỷ nó lộng hành. Nó có thể hiện ra cả ban ngày mà dọa người, đúng là nghiệp chướng. Vậy là ba năm rõ mười, thứ mà ông Khá vô tình đem về thờ thực sự là quỷ, một giống loài khát máu chứ chẳng phải thánh thần nào hiển linh. Có hoảng sợ, ông vội khẩn khoản van xin. Lạy thầy, xin thầy cứu con, ra nào con cũng trả, giờ con có tiền, rất nhiều tiền. Ông thầy Khiển trầm tư mấy giây ôn tồn bảo. Cách thì tôi có để cứu ông, nhưng ông phải nhất tuân theo một điều, đó là toàn bộ số của cải do con quỷ đó đem lại trông ông phải mang lên chùa để cúng dường. Có như vậy mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Nếu như ông làm được việc đó thì phép của tôi mới thành. Của thiên trước sau gì cũng phải trả địa, khư khư giữ chiêng cho mình chẳng khác gì ôm họa sát thân. Đêm nay ông cứ ở lại điện thờ này, sáng ra mặt trời lên tôi sẽ theo hai ông về nhà để trừ quỷ. Trong tình cảnh nguy cấp, ông Khá chẳng đắn đo mà đồng ý ngay. Vậy là đêm đó ông Nhuận cùng ông Khá nương lại điện của thầy. Sáng hôm sau khi mặt trời lên, ba người trên hai chiếc xe Honda quay lại nhà ông Khá. Cánh cổng đêm qua còn khép mở nay được ông Khá rón rén mở ra. Bước vào trong sân, ông thầy Khiển đứng nhìn căn nhà đăm đăm. Nhà ông âm khí từ tứ hướng bùa vây. Ông mà còn ở trong này thì nội trong ba ngày hộc máu mà chết. May mà tìm tới tôi sớm. Nói xong, thầy Khiển lấy trong tay này ra một cái hũ. Cái hũ này trước khi rời điện thờ, ông Nhuận đã thấy thầy hút vào đó rất nhiều cho nhang. Thứ tàn cho trên bàn thờ tổ bám một lớp dày đặc. Nắm cho móc ra, thầy Khiển dài vòng chung quanh cầm, lên đến hàng hiên rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông Nhuận và ông Khá xanh mặt bám theo, nhưng thầy Khiển không cho lại bảo. Hai ông đứng ở ngoài này, để mình tôi vào được rồi. Thầy Khiển nói rồi đi thẳng vào trong. Theo mỗi nhịp vậy, tàn cho bay lờ mờ trong không gian mờ tối.
Thầy lao hẳn lên các xếp, vừa ném cho vừa đứng lẩm bẩm một mình. Quãng chừng 15 nhịp thở sau, thầy mới đi thẳng ra. Móc trong túi ra hai lá bùa vàng, thầy đem dán vào kiểu bắt chéo nhau lên cánh cửa. Lại bảo ông khá đem khóa kỹ lại rồi bảo: căn nhà này từ giờ cho đến 7 ngày sau, nhất định không ai được đặt chân vào. Tàn cho trên bàn thờ tổ nhà tôi sẽ làm yêu khí con quỷ này giảm đi. Chờ đúng 7 ngày sau tôi sẽ đến đây hàng phục nó. Bây giờ ông hãy đi bệnh viện chữa cái chân bị thương. Số thuốc đêm qua tôi bảo ông đắp vào, tất có thể giữ trong cái mạng. Ngay cả cánh cổng này cũng phải khóa lại. Đừng dại dột mà mò vào, khi đó không ai cứu được ông đâu. Lên đến viện thì đúng như lời của thầy khiển phán, ông khá giữ lại được cái chân, sức khỏe tiến triển rất tốt. Suốt thời gian ông khá nằm viện chỉ có ông Nhuận túc trực ở bên. Cho đến ngày thứ 7, ông thầy khiển một lần nữa quay lại nhà và ông bà Nhuận cũng sang theo. Sang đến nơi cũng hệt như lần trước, ông bà phải đợi ở bên ngoài và chỉ có thầy khiển đi vào bên trong. Vật lộn hơn 1 giờ đồng hồ, thầy khiển cũng đã trở ra, đem theo bức tượng gỗ ở trên tay. Thầy khiển bảo ông khá hãy đem chẻ bức tượng làm hai đốt thành tro, lại đem cho đó ra giải sông và từ nay trở đi phải chí thú làm ăn, đừng nhặt bậy nhặt bạ về nhà mà thờ cúng. Biết việc đã thành, ông khá hết lời cảm ơn, ngỏ ý muốn tạ ơn thầy bằng một số tiền vì đã giúp mình đuổi đi nạn quỷ dữ. Thế nhưng thầy khiển không nhận, chỉ bảo làm phúc tích đức cho con cháu. Đúng như lời của thầy dặn, ông khá đem hết số tiền có được lên chùa cúng dường, coi như tiễu trừ đi nghiệp chướng mà chính mình đã vô tình gây ra. Từ đó dân làng thấy ông quay lại với nghề đạp xích lô như năm nào. Nhưng bẵng đi 1 năm sau, ông khá đã dính một kiếp nạn. Lúc rẽ chiếc xe về gần đến khúc cua, ông khá thấy bụng dạ của mình đau tức cho nên dừng xe, tính kiếm một bụi rậm nào đó để đi tiểu. Mới vừa bước xuống xe, ông bị một chiếc xe tải ở đầu lao tới tông trực diện. Vận tốc chiếc xe lao đi rất nhanh, húc văng ông khá bay xa đến mấy mét, đập đầu vào hòn đá, vỡ tắc sọ não. Trường hợp ở chỗ nơi ông khá chết chính là nơi ông lỡ miệng chửi rủa và chứng kiến vụ tai nạn của thằng Tuấn năm nào. Rước quỷ vào nhà, bạn đã bao giờ nhặt một thứ như vậy về thờ cúng chưa? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.